để thay đổi vì ông Năm là đệ tử của Phù Đổng Tiên Vương. Mà bà Hoa Lý bà thấy từ lâu rồi, nhớ là bà làm cái tượng của bà Chân Trắc Chân Nhị với Phù Đổng Tiên Vương 3 năm rồi, bà đem lại đằng nhà làm nhang của con đó đó, bà treo đó. Như vậy thì ở trên đã đúng cơ đúng 3 năm thì công việc hương linh thì ông á là thờ rồi ông mới. À, dạ thì kính thưa quý vị, nay con Dương Cầm đến với kỳ hương cát của cô ba, thì nay con cũng đi già vô, mời quý vị cùng xem. Hôm nay kỳ hương cát đổi thay rất là nhiều nha quý vị, rất là đẹp. Dạ. Ôi, nay nước mưa nhiều chảy đẹp quá quý vị ơi. Suối chảy lý tách lý tách. Dạ, hôm nay kỳ hương cát có nước suối chảy rất là trong, rất là đẹp như quý vị. À, mưa Phật. Và hôm nay nơi kỳ hương cát có thêm một ngôi thờ của năm mẹ ngũ hành, năm vị, hôm nay rất là đẹp và khang trang nha quý vị. Mô Phật. Và quá đẹp quý vị ơi. Dạ con xin kính lễ các mẹ. Khang trang rất là đẹp nha. Dạ, kế đây là trang Ngọc Hoàng nha quý vị, với mẹ mẫu, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rất là đẹp nha quý vị. Hôm nay kỳ hương cát đổi thay quá đẹp luôn quý vị ơi. Mới có mấy ngày mà Duyên Cầm không lên mà thay đổi quá. Dạ mô Phật. Mời quý vị cùng đi vô chỗ cô ba ha. Dạ. Ngày mùng 1 tháng 8 trong cái gọi là mùa thu. À, cũng là tới ngày rằm, là ngày lễ khánh an của mẹ ở Tây Ninh, phải không?
Thì qua ngày mùng 1 người ta nói là con số 1 nó là đứng đầu đó. Nên bữa nay mình chơi cho nó vui. Trước hết là cái chỗ này là cái chỗ để những người xong công việc thế gian rồi, nhẹ nhàng rồi, lên để là tu thiền. Ở đây á, mình lên chơi đập bùn đập bát rồi về. Chỗ này cũng không chứa người đông, không quá 4 người. Tại cái đó là tôi nói thiệt nha, không quá 4 người. Tại vì ở thanh tịnh tu rồi chớ còn người lại giếng thì không chấp. Nhưng người ở tu tập đông nó sẽ làm một cái môi trường không có thanh nhã, hung người này buồn người kia. Cái chỗ mà cái nơi mà gọi là cái tâm linh cao 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 trào đó là cái chỗ đó phải hài hòa yêu thương, rồi cái tâm linh phải người thật tu, không có là tính thiệt so hơn, không có khống cao ngã mạn tự kiêu. Rồi con người luôn luôn lúc nào quý vị cứ nhận tôi lý vô thường mà tu đi, bởi vì có thường có thân nó sẽ mất. Tại sao hôm nay là ở chỗ này lẽ ra là chính quyền nhà nước cũng chưa cho phép mình xây dựng hay thờ cúng, nhưng mà tôi được không được gì tôi cũng muốn theo cái sự vận hành của người vùng cao nguyên, vùng biển, vùng núi, nó rất là sống rất là khổ. Mà Phật là chỉ độ cho các vị tàn vẹn là đã già lớn tuổi rồi, ẩn cư tu hành, nó không còn sự làm ăn danh lợi đua tranh với xã hội đời thường. Nên quý vị tu hành đó là rất là thanh nhã. Còn ở đây đó, tôi muốn thờ năm mẹ là sự kính trọng sự vận hành của kim mộc thủy hỏa thổ theo từng quần, giống như kim đồng hồ của vũ trụ vậy. Nên tôi muốn là vùng núi của chúng ta từ lâu rồi, những hồi xưa thì hoài rồi, những cái thời trước là chúng ta từ cái ở cực khổ nè, phải lặn lội rồi gánh xu gánh gạo. Mà bây giờ là người ta nói là cái bước vô màn ba, ai cũng nói đời màn ba hết, nhưng mà cô lại nói khác. Màn ba hết là hết sự đau khổ của thế gian rồi, nó đổi mới hoàn toàn. Giống như một con người nào chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi, tức là mình sống theo trung hiếu hiền, nghĩa là như mẫu cho 8 ức linh ca, 4 96 ức linh căn về được 4 ức là liêm sĩ nhân nghĩa lễ ký tính. Thì chỉ tu con người có sĩ diện, nhưng sĩ diện không quá chữ liêm khiết, nghĩa là có liêm khiết nhưng liêm khiết vừa giới tầm cỡ chứ cũng không quá. Rồi là nhân nghĩa lễ ký tính, người đối với người lễ nghĩa là khuôn phép, trí là phải sáng suốt nhận định đúng sai, nghĩa chữ tính là không sai lời nói với người khác. Là cái đó là cái mà thắng thất tình, giữ dạng đạo trung trừ lục dục, không cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần lao lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trược, thân hôi tanh mũi gùi đón rước, thêm nhọt u ghẻ lát phun cùi, đâu lúc nào tàn dạng yên vui, là kiếp trượt ta xin kể nuốt. Như vậy thì cái thân vốn là tứ đại vô thường, chúng ta không ai tránh khỏi này, dầu cho vua quan thành các tư hãn đi nữa. Theo một cái dòng duyên, con người ta có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trời có nghĩa là ngũ hành, chúng ta có ngũ tạng. Chứ từ cái kim, mộc, thủy, thổ ta có tâm nè, can nè, tỳ nè, phế nè, thận. Bởi vì cái chữ kim nó thuộc về tâm đứng đầu. Nhưng cái người tu nó thuộc về kim là trái tim yêu thương, là tấm lòng vàng. Còn người đời nó thuộc về tim quả. Nên lúc này mẫu duy trì lập cái hội Long Hoa là chọn cho một con người lấy cái tâm quả Diệm Sơn đổi thành một cái núi vàng, một trái tim vàng, là trái tim nhân ái. Giống như ta, một căn nhà nhỏ hay quá tim giàn, tình yêu hãy nên gõ gàng, nàn với nàn cùng ta, vui thì vui hát cả. Đó, tôi đặt như vậy thôi. Một cái bên là bây giờ mình có vợ chồng, mình nghèo thiệt, nhưng bây giờ quý vị thì ăn chi túc tự túc, ăn thân thủ phận, trồng rau cải gây mưa cải má nè, rồi có hai bữa cơm ăn, rồi vợ chồng hòa thuận thương nhau, chúng ta kính nhau giống như người bạn người thầy, và
mới nghĩ sao là tình chăn gối. Thì cái hạnh phúc này nó thiêng liêng cao cả lắm. Chứ ai nói có chồng có vợ tu không được sai. Mình không bỏ được cái mình thích, chứ đừng nói có chồng có vợ tu không được. Nếu mình bỏ được cái mình thích mà hai người hợp khế với nhau như vậy, tôi thấy tu còn mau đắc đạo hơn người không có chồng có vợ nữa. Như vậy thì do một cái nghiệp lực của chúng ta, đôi khi chồng tu vợ không tu, là đôi khi vợ tu chồng không tu, hay là mình không tìm hiểu nhau. Mình tìm hiểu nhau giống như ông chồng ổng thích cái này, bà vợ thích cái kia, hai người nghĩa là sống chung với nhau trong cái cuộc sống vợ chồng, nhưng sở thích không giống nhau. Mai kia một nọ gặp một người bạn lại yêu thích nhau, nghĩa là thay sim đổi áo, là tại vì cái sở thích người đó và mình giống nhau. Nên tôi nói bảo đảm quý vị, chúng ta tu có cái khó nhất là chúng ta không bỏ được cái ta thích. Chứ không phải là ai tu cũng được hết. Mà cái quan trọng nhất là không thành đạo là chúng ta không bỏ được cái ta thích. Như vậy thì chúng ta thích vui nè, thì chúng ta cứ vui. Giống như Đức Giác Hoàng Nhân Tông ở đời tu đạo cứ tùy duyên đi. Đối cứ ăn đi mệt ngủ liền, báo ở trong lòng ta khỏi kiếm vô tâm, đối cảnh khỏi chi thiền. Giống như cô Ngọc Hoa dạy giải rõ ràng. Như thì là mình muốn ăn thân thủ phận tu á, mình phải so. Mình thấy người ta giàu sao mình nghèo quá, cái mình nói trời ơi người ta dạy giàu vậy còn mình nghèo tu không được. Thưa và quý vị, tôi xin nói một câu rõ ràng. Chúng ta có sức khỏe nè, chúng ta ăn một bữa ăn tự do nè, chúng ta ngủ được một giấc ngủ tự do nè, chúng ta sống thanh đạm chừng nào chúng ta lại là dễ không có bị tiêu khiển, chúng ta đó là chúng ta đã tu rồi. Chứ chúng ta đừng có bắt cái từ tu phải ăn chay trường nè, cúng lại nè, phải tụng kinh. Cái đó thưa quý vị, bước thêm một tiếng nữa, tức là từ một cái cư sĩ rồi cái lên là mà bước vào khuôn khổ người hiền nè, ăn chay nè, cúng lại, thì đó là mới đi vô tập đề thôi. Khi tập đề rồi đó quý vị, tập nghĩa là khi mình tu rồi là khổ nè, mới là đạo, nghĩa là diệt, tức là diệt đề, quý vị sẽ bỏ hết. Còn trong khổ đề này quý vị mới vào tu, hồi trước cái quý vị đi đâu mà ăn cũng có tiền, cái ai có tiền ai cũng tôn trọng hết. Cái khi quý vị tu mặn gì cũng không được hết, có cái nhà cũng thiếu nợ ngân hàng bán tốt nữa. Cái khổ nó như vậy là tôi hồi đó chưa tu sao tôi được cái này được cái nọ, giờ tu không được gì hết. Quý vị biết không, có hai cái sở mình đang cầu. Một là mình tu á, mình nói thôi đường đạo đức bước đi từng nấc, ông thầy ông dặn rất là rõ ràng. Ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, nội quan cảnh tâm vô vì vật. Với một cái đạo nhân, một cái gia đình sống an vui, thân an thân thủ phận, sống cho hạnh phúc, vợ chồng dạy con nuôi trẻ học hành nên người. Bây giờ mình là cái cây già, mình không có làm gì được, trái nó cũng nhỏ, nó thiếu phân, nhưng mà cái cây xài tơ nó sẽ tốt. Như vậy chúng ta tu là cái phước được hưởng sau này của con chúng ta, tức là chúng ta sẽ nhờ có phước rồi, chúng ta sẽ sanh đứa con gặp thằng Ghệ Hiền nè, sanh thằng con trai nó gặp con dâu Thảo. Còn chúng ta không có phước rồi, gặp nghĩa là Ghệ Dữ, dâu bất lành. Đó là do cái quý vị không có phước, nên nghe lời cô Tiết đi, ở đây cô quản lý đi, nghĩa là ở đây đó, sở dĩ tôi phải lập ra cái này là cái 12, tại sao cái từ lại là kỳ hương cát, quý vị có hỏi tôi cái đó không? Dạ thì mong nhờ cô ba thì tôi biết. Kỳ là tượng trưng thay đổi một sự mới lạ, phải không? Chữ kỳ là mới lạ. Rồi có kỳ có ba nghĩa, kỳ cũng có thể là cờ, kỳ cũng có thể là cái công cuộc đi đến đoạn cuối, thời kết. Đó. Nó ba cái ba giới này phải giải nhau, yeah, chứ không phải là riêng. Đó. Rồi hương là gì? Là mùi vị. Yeah. Mà cũng có cái câu là hương sức trình sanh tạo nghiệp yên, cũng có cái câu là hương trầm. Yeah. Ừ. Hương nghĩa là đến cuối cùng. Nên á, chúng ta đạo hiểu rồi, ngon thợ tợ gỏi nem mùi đạo vị, gỏi nem khỏi sánh. Nó thuộc vào một cái mùi vị thơm tho của đạo, thì gỏi nem không bằng. Nhưng chúng ta tu tất cả các cách là tướng. Khi chúng ta đạt đạo, nó mới có cái mùi vị của đạo. Nên kỳ, hương, cát, cát là cát tường, đó, cát lợi, cát bình an. Nghĩa là chúng ta, nếu nói cái kỳ hương cát phải làm ở dưới một cái hồ nước, nó mới gọi là kỳ hương cát. Dạ.
Còn nên tôi xây cái hồ nước và để bà Quan Âm và con rồng, bởi vì cái suối này là cái suối trời xanh, nó gọi là Thanh Long. Mà nếu nói về cái Thanh Long đó là dông gió bão nhiều, mà dân ở đây dùng đồng miền dân nghèo, quý vị thấy không? Các cái nơi dùng khác, quý vị đi xe thử coi coi, nhà là lầu ngói tốt tư không, không có cái xứ nào mà nhà lại là nghèo, mà cuộc sống nó lại là không có đầy đủ cái khả năng khả quan giống như cái khu du lịch của quốc tế. Mà quý vị thấy đường lộ không, cầu đình và chỗ nơi cái người đó phải gần như là tôn tạo cái người ở ở núi. Quý vị nói cái hẻm vô nhà của cô quản lý thôi, nghĩa là làm ăn là anh có cái của anh làm ăn phải có cái quy tắc, có một cái tài nguyên môi trường anh làm lợi cho anh ở đó. Một là mùi hôi, hai là đường xá măng cỏ tùm lum, cái khu du lịch mà quốc tế một ngày nào vô mà nhà nước cứ để như thế này thì cái khu du lịch tôi thấy là gần như là cái khu này không biết đi lên dẹp bao nhiêu gác nó mới thành khu du lịch. Nên người làm du lịch từ đó tới giờ không được phát triển, và người dân là xe lôi xe kéo tới. Là tôi nói quý vị đừng bồ ngang, có chỗ nào giống như núi Cấm mình không? Đó là xe lôi xe kéo mới vừa tới quến nó căng hai cái tay cái nó ngoắt vô. Nếu nói về cái tư cách lịch sử nó không có nữa, chứ đừng nói khu du lịch quốc tế. Tôi nói lên đây có người ghét tôi nhiều, nhưng một ngày nào nghĩa là được nhà nước, người có chức năng trách nhiệm sắp xếp lại cái khu du lịch, nó có một cái không nói giàu nghèo mà nó có một cái môi trường sinh thái đẹp và có người có lịch sử. Có người mà giàu quốc tế mà nước ngoài vô mà nó thấy cái tư cách là nó không biết chừng nào để cái sách bị người ta sách, nó cũng không dám vô nữa. Tại sao Châu Đốc với núi Cấm mà Châu Đốc được nổi cộm vì bà chúa xứ bả không có cái quy cách bằng ở trên này Phật thánh thần tiên, các một cái nơi là sông Linh núi Nghiệm. Mà tại sao Châu Đốc lại phát triển, núi Sam được phát triển, mà dòm cái núi Cấm mình từ khai mở tới giờ 20 năm không được phát triển. Tại vì sao? Tại vì hôm nay là bà quản lý bà sợ, bà nói chỗ này nè để chỗ bà tu thiền, bà không có muốn ai quay ai biết hết, là bà không cho quay. Nhưng cô Tiết quay là tại sao? Quay để nói lên một tiếng nói chung với một tâm tình chia sẻ. Cô Tiết mong rằng một ngày nào đó có một người trách nhiệm biết hơn cô Tiết nữa, vì người ta là người học hay giỏi, cái xã hội có người đổi mới hoàn toàn. Sở dĩ tôi cắt cái này là sẽ có những cái đổi mới sinh thái của một con người từ chỗ nghèo, nghĩa là được phát triển thành một giàu, một nông thôn, nghĩa là khổ, nó trở thành một cái nông thôn quá. Con người đó là cái khu này người ta nói trù phú như thế nào, quý vị biết không? Ta nói cái khu tâm linh, cái là khách du lịch nước ngoài từ hải ngoại quốc nội gì người ta đồn, người ta nói hồi trước đi năm 75 là có ấn tượng không tốt cho nhà nước mình rồi. Đó, bây giờ khi về á, thấy cái cảnh du lịch sinh thái giống như Định Phong Nha nè, Tây Ninh nè, rồi các nơi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu hay khu du lịch của Suối Tiên, Đại Nam gì, nó cũng hoàn hảo. Mà ở đây biết bao nhiêu người thầu để xây dựng lại cái núi Cấm, gọi là dùng bảy núi là khu tâm linh đặc biệt. Mà quý vị dòm coi, nó không có miếng nào là đặc biệt hết mà nó gọi là đặc chế. Nên hôm nay tôi có một cái tâm nguyện cầu mong trời Phật, tất cả các vị có trách nhiệm đều là có thân trần, có xác trần, biết cái quy cách, biết như thế nào cho nó đúng nghĩa với tâm linh. Rồi những người từ xa quốc nội hải ngoại hãy đem một cái tình thương chia sẻ, chúng ta hãy tha thứ nhau nhau như điều thứ 8 mà Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là điều thứ 8 tóm tắt, ta thương yêu lẫn nhau như con một cha dìu dắt nhau trên con đường đạo đức. Nếu ai được chọn lành chọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng cho nó có sức khỏe học đạo hoàn toàn trở lại cứu độ chúng, cứu giấc chúng sanh. Như vậy thì mong rằng tất cả các quý vị từ ngày xưa tới nay, Đinh Lê Lý Trần Nguyễn và các vị vị quốc dông thân bây giờ đã tái tục có xác phàm, có người năm ba kiếp hết rồi,
chúng ta trở lại một cái tánh xưa hoàn mãn và trí tuệ để xây dựng lại một khu tâm linh trù phú hoa màu, trước hết là những người có trách nhiệm như nhà nước, trung ương, tỉnh, huyện, xã và các, nghĩa là nơi mà những người có trách nhiệm để làm được một cái việc mà trên á, là chắc tôi nghĩ á, nếu làm việc cho nhà nước thì bác cũng mong là như vậy. Vì khi giải phóng đất nước bác mong sao trở về miền Nam, bác thương yêu từ đứa bé, bác thương yêu từ, nghĩa là một cái vùng sâu xa nhất, tôi đã coi trong một cái đoạn phim, vùng sâu xa nhất, bác cũng lại là thương những em bé, những học sinh nghèo. Rồi bây giờ chúng ta có nâng cấp nâng đỡ hết thì mong rằng trời thương. Bây giờ ở đây là cô bà không nói về cái việc thế gian mà nói là lòng dân ý trời thương. Như vậy thì mong rằng nếu có không khí, tôi nghĩ rằng có một việc thiêng liêng của trời đất. Như vậy thì mong rằng trời là cha, đất là mẹ, xây kiển như thế nào cho có người trách nhiệm để về kiến thiết cho, nghĩa là đất nước chúng ta hôm nay đổi mới. Cái kỳ hương cát là con người được đổi mới, có một cái sự tôn vinh đẹp đẽ và bỏ vào tầm nhìn của hải ngoại quốc nội rằng đất nước của chúng ta bây giờ đổi mới hoàn toàn. Người chánh quyền hồi xưa trong cái thời khó khăn, bây giờ nó trở lại, nghĩa là thay đổi mới, thì nghĩa là cái sự ưu đãi của chánh quyền nhà nước và các cấp có trách nhiệm rất là xứng đáng một, nghĩa là ông cha mẫu mực làm cho cái cho xã hội đời sống của nhân dân được hạnh phúc, thì có ai nói rằng nhà nước mình không đúng không? Sở dĩ một con sâu nó sẽ làm sầu nồi canh, nên tôi có bài ca. Quý vị có thích tôi ca không? Có. Bây giờ cô ba sẽ ca tặng tặng cho Dương Cầm trước hết. Dạ. Yeah. Không xanh, có 40 mấy ký cá. 40 mấy ký cá, mình còn 3,2 triệu phóng sanh. Như vậy thì 40 mấy ký phóng sanh bây giờ đem cá qua chưa? 11 giờ, bà Tư để 11 giờ. 11 giờ đem qua bờ hồ lớn phóng. Dương Cầm xuống đó phóng một đoạn đi. Yeah. Rồi quay luôn chung cái clip này. Yeah. Chừng nào phóng sanh thì xuống. Phóng chỗ bờ hồ lớn đi. Rồi cô tiết ca ca một bản là con người thay đổi mới. Bây giờ cô tiết chỉ đóng vai bà quản lý thôi. Yeah. Nà hay góp mặt góp lời đạo đức tinh nghiêm, cũng phải đi tìm đường về nơi đây, non xanh nước hiền, người này có chuyện hòa quyền không gian, đệ tử Tây An. Thôi đã đúng quân kỳ, xây chiến nhân viên, bốn đứa có tiền hay làm gì đấy, cho dân nước thành mình có chỉ định để giúp quê hương, vì chúng ta có nhiều tình thương. Thôi, chúng ta làm không phải vì chúng ta làm cũng không phải vì nghĩa là nhân sanh hết, mà chúng ta làm với trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã hàng trăm kiếp xuống đây rồi, chúng ta lăn lộn vào cõi ta bà này, khi lên khi xuống, khi trẻ khi già, khi trai khi gái. Như vậy thì lần này là kỳ xả tội, nay còn một lúc, dân gắng tu đặng có hưởng nhờ. Chúng ta tu, chúng ta đừng nghĩ rằng cầm cái chuông cái mỏ là tu, chúng ta ăn chay trường mới là tu, hay là chúng ta phải buông bỏ hết lên núi là tu. Tu có ba cấp. Cái hằng cư sĩ á, chúng ta tu nó dễ nhất mà nó khó nhất. Khi có chồng có vợ,
biết cư xử thương yêu nhau, con vợ mình nó giữ, người chồng phải biết nhường nó, nhịn nó không phải sợ nó, nhịn nó để giữ gìn một cái hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nếu mình giận nó, mình thôi nó mình sẽ thay đổi, thay sim đổi áo. Trong khi đó mình mua cái nhà, mình sắm là đồ ở trong nhà nó đã tốn rồi phải không? Rồi cái giờ mình bỏ, mình đi, mình sắm thêm đợt nữa tốn nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta nhịn nó để tu. Khi nhịn nó để tu rồi thì nó hết nhiệm kỳ, giống như ông Năm. Tôi nói xong rồi ông sẽ nói nha. Ông Năm ông hết nhiệm kỳ khi mà tôi biết thằng Thanh là đệ tử tôi nha. Nói vậy chứ ai ăn hiếp nó tôi binh đó. Tại vì sao? Vì nó là nhiều chuyện, tôi cũng nhiều chuyện nè. Nhiều chuyện để sanh ra có chuyện. Như vậy thì nó lên đây nó dọn rất là khổ. Sống hồi đó không được như vậy, nó giữ được cái cảnh như vậy. Tại sao nó nói, tới bây giờ tôi nói cho YouTube này nó bắt nó nghe. Nó bán cái nhà 6-7 tháng nó kêu hoài, nó nói cô Tiết, con kêu bán người ta mua người ta cũng không mua. Tôi biết khi nó bán nhà được, bà cố nó gửi lên để cho nó học đạo. Khi nó bán nhà được thì nó không còn ở đây được nữa. Tôi chờ cho nó, tôi nói tháng 3 thì mày bán mới được. Tôi kêu giá cho nó luôn. Như vậy thì tháng 3 nó bán thì có chuyện xảy ra giữa Lý Trần, đúng không? Thì nó phải về để thay đổi. Vì ông Năm là đệ tử của Phù Đổng Tiên Dương, mà bà Qua Lý bà thấy từ lâu rồi. Nhớ là bà làm cái tượng của bà Chân Trắc Chân Nhị với Phù Đổng Tiên Dương 3 năm rồi. Bà đem lại đằng nhà làm nhang của con đó, đó bà treo đó. Như vậy thì ở trên đã đúng cơ, đúng 3 năm thì công việc hương linh thì ông á là thờ rồi, ông mới chuyển về. Vì ổng là hồi xưa ở ngoài Bắc, ổng cũng là tướng cái thời Phù Đổng Tiên Dương có ổng, nên ổng là người được giữ miếu của Phù Đổng tu hành. Bây giờ ổng được đầu thai trở về đây, kiếp này là kiếp thứ 13 luôn, các con là kiếp thứ 13 hết chứ không phải là một kiếp đâu. Vì 12 là nằm trong địa chi, khi mà con nằm trong địa chi thì nằm ở trong cái tố chất có một cái tinh thần là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Tại sao Đức Bổn Sư lại cái đạo của Đức Bổn Sư chỉ cử 12 con giáp, đúng không? Dạ. Ăn con cá là ăn chay đó. Như vậy thì cái đạo của Đức Bổn Sư là đạo trung, đạo hiếu, đạo nhà, lo cho thời kỳ vua chúa, lo cho dân nước, cho đồng bào, cho nhân sinh quan, nên Đức Bổn Sư mới có đồ án. Đồ án là chỗ xây dựng. Như xây dựng bây giờ 108 cây cột đó là của 108 vị anh hùng, mà cũng cộng lại 36 tức là 12 người của cõi thượng thiên nè, 12 vị thế tử của cõi thượng thiên nè, 12 vị thế tử của cõi trung thiên nè, 12 vị thế tử của cõi hạ thiên. Nhưng cái cõi nhân hoàng này 12 vị mà có 9 vị thái tử thôi, 3 vị là nữ. Đó là sau này á thì xuống đây nó 36. Trong 36 này đó là một á là mỗi một vị đều có 3 thể. Một thể trong quốc đạo là người đang làm việc chấp bu của nhà nước, hoặc ở đây hoặc ở hải ngoại. Đó là trong cái người làm việc. Còn một thể là ở trong tài phiệt, là người giàu có, giống như Phạm Nhật Vượng, Hoàng Kiều hay là Ngô Tấn Kiệt, hay còn nhiều người vậy nữa, hàng triệu triệu người con trong miền Nam mình là người được, nghĩa là ở trên mẫu cấy xuống, nên đó là một cái thể của phú đạo. Còn một cái thể của bằng đạo là những người nghèo, giống như bà Quả Lý này, giống như Cát Hiền là nghèo, nó thuộc về chữ bằng. Nên nó chữ bằng đạo đó là tu hành phải khổ. Nên cái người tu nó có 3 giai cấp thì tổng lại con trời xuống đây nó có 108 vị, mà trong cái sâu chuỗi hạt của Phật giáo cũng 108, mà trong hồi thời của nhà Tống, của Tống Giang cũng 108 vị anh hùng Lưu Sơn Bạc, là đều là con nhà trời trong 3 cấp đi xuống, cấp thượng, cấp trung, cấp hạ. Nên ai tu thượng biết thượng, ai tu trung biết trung, ai tu hạ biết hạ. Chúng ta đắc đạo là cái chỗ việc ai làm để biết, đừng bao giờ soi bói việc người khác. Giống như cô Tiết hôm nay mượn cái khẩu bà Quả Lý về, không phải như bà chúa xứ vui dài hát ca thôi. Bà chúa xứ cô Tiết cũng được, cô Tiết là bà chúa xứ cũng được. Tại vì bà chúa xứ có 3 thể, một thể là chiến thần, một thể là thánh thần, một thể là tiên thần, tạo 61 điều thiện mới trở thành Phật thần. Nghĩa là thần mà được làm Phật,
tức là Phật nhân đó. Là sao nữa, các con là con người ở thế gian này được chứng cái quả Bồ Tát, là thị nguyện làm Bồ Tát. Như có những người giống như cái cô mà bữa lên đây đó, không có tiền, nghèo, mà cái trận dịch cô na dám hỏi nợ, bán nhà làm từ thiện, ra mướn nhà trọ ở luôn, vì cổ cũng là một cái thân Bồ Tát. Rất là nhiều người giống như ở hải ngoại, mà quý vị không biết là giận chớ quý vị là những gì con vua cháu chúa nhiều đời kiếp là con trời không à. Nên á, nghĩa là năm mèo kỹ mão gõ gàng, sắp trong bá tánh nhộn nhàng đạo binh, kẻ thì phụ nghĩa bố kình, người thì chẳng gìn dạng hai, nên điên phân nhũ bằng nai đó. Nghĩa là còn một trong đó là đổi dời gia can, năm mèo kỹ mão gõ gàng, gia can đổi lời dời. Gia, mình nói cái gia là nhà. Còn Đức Phật nói cái gia là một quốc gia. Khi quốc gia chế độ qua rồi đổi thành chế độ hiện tại. Như vậy thì quý vị thù giận, nếu mà giống như Ngô Tấn Kiệt đi, không có đi ra hải ngoại thì làm gì xây dựng ở đất nước Hoa Kỳ. Nghĩa là bây giờ sắp xây dựng tới một chỗ nữa. Y xây dựng như vậy, trời thương là người trời xuống làm sứ mạng của người trời. Còn những người mà đi hải ngoại trước để tiên truyền, nghĩa là về tôn giáo của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, ai làm đúng làm được thì con cháu vinh sang, được trở về hồi hương với đất tổ. Ngày đó sẽ gỡ gàng, trao thân phận gạn danh hiểu đệ, gỡ mặt thầy nơi chốn mây gồng. Và khi nước sôi rồi thì đứng tôn sư của chúng ta trở lại có ba thể. Cũng một thể ở trong quốc đạo để lo cho đất nước, cũng một thể ở trong tài phiệt phú đạo, và một thể ở trong bần đạo. Như vậy thì chừng nào thầy trở lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Chữ thầy nghĩa là nói từ tử di tinh nè, ngu tinh nè, giác tinh nè, khuê tinh nè, tú tinh nè, nghĩa là xích tinh nè, xích tinh là mấy ông xích long tinh á, rồi là thanh long tinh nè, bạch long tinh nè, phụng long tinh nè, hổ long tinh, giống như Võ Nguyên Giáp dễ vậy đó. Tức là các vị trở lại dòng tiền triều qua rồi, bây giờ sẽ trở lại với một lớp trẻ. Một lớp trẻ mà không, một người không có lo đủ đâu. Bây giờ mình đó, thầy nói là khắp thế giới liên dây hòa hảo, hay thầy nói là biết làm sao gieo giống khắp đại đồng, đúng không? Yeah. Như vậy thì cái giống lành, giống là hồng lạc chúng ta trồng tỉa, Việt Nam dân chủ muôn đời thịnh, quốc tổ hồng bàng dạng kiếp vinh quang, âm thanh trúc lưu truyền mãi, di lạc Âu Cơ thế giới bình, Nguyễn Trần Phan Võ Lê Trung Hiếu Ngọc Sức An Giang, một chữ Quỳnh, Quỳnh là Hoàng. Như vậy thì Ngọc Trung Niên Sức Quân Sư Chẳng Trình Minh Mạng Tái Sanh, Việt Nam Phục Nghiệp Hiện Tiền Quốc Yên, giống như một câu Bủ Ngọc Giảng Lai Thiên Việt Nguyên Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc Hương Sức Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên. Như vậy thì khi mà bà Quan Âm bà trên đầu bà sức chẳng trình rồi thì bà tạo nghiệp yên, đâu có chiến tranh, mà chiến tranh dịch hạch. Chiến tranh dịch hạch tới quý vị thấy, quý vị than giống như nạn Corona, nạn này nạn kia, quý vị than như vậy. Nhưng mà cái trừng phạt của Đức Thượng Thiên Cha và Mẹ dưới năm vị ngũ hành là nhẹ nhất. Vì dịch hạch ai chết chết, ai sống sống, nhà vẫn còn. Nếu đưa vào một chiến tranh thế giới giống như Corona, giữa Liên Xô cùng Corona thôi, quý vị thấy đó biết bao nhiêu tàn khốc không? Nếu đất nước của chúng ta chẳng may mắn, Trường Sa và Hoàng Sa và tất cả các nơi khác nó có những cái chuyển biến chúng ta cấm giận như thời kỳ Trích Tru, chúng ta khổ cỡ nào. Như vậy thì chúng ta muốn qua, vượt qua cái này, cô Hoa nghĩ bảo đảm quý vị 100% là mọi người hãy thương yêu gắn kết với nhau. Và tâm linh thời các vị Đinh Lê Lý Trần Nguyễn, các đời vua chúa quý vị thích vị nào thờ vị nấy. Cái lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ nói nghĩa là mượn xi măng tôn cốt đặt sơn phết đặt tên, là quý vị mượn Phật, mượn áo đạo tạo áo đời là có tội. Nhưng mà quý vị mượn một cái di ảnh của người đó để nhớ cái công ơn trung hiếu hiền, giống như thờ ông Quang Thánh thì nhờ cái trung, thờ ông Nguyễn Trung Trực là nhờ chữ hiếu. Và các vị tiền triều qua rồi nối tiếp để con người mình tập cái hạnh lành, làm đúng theo cái quy trình của nghĩa là trời đất cha mẹ mình giao phó. Như vậy thì cái hội Long Hoa là chọn từng nơi, nên tuần xưa kia Phật sắp đã lâu, cuộc chuyển xây thế giới một bầu để lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm những nơi sửa sang tim tắc để ngày sau trời Phật tưởng phong, cho dương trần gõ lực thiên công, có địa ngục thiên đường ngay chẳng. Giống như tôi có xây dựng tới 12 chỗ, chỗ thứ 13
là cha Thuận Thiên mới được quyền xây. Thế gian mà ai biết xây cầm cái bông đồ của bà quản lý hồi trước xây đều bỏ mạng hết. Vì cái đó chỉ có nghĩa là Kim Long mới được quyền xây. Kim Long vì ở Quỳnh Long là người chủ mà Kim Long là con. Thì khi mà Kim Long đứng lên là xây cái bủ sơn đình đó, quý vị biết không? Hôm nay tôi lộ cho quý vị nghe. Nên á, ở núi này á, làm không được 20 năm ai cũng trách. Như vậy thì cái thời kỳ phải nhân quả muôn thu thiên định nhất kỳ, đến ngày trả quả ầm ì bên tai. Muôn thu thiên định nhất kỳ, xạ quân sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Những nơi khác là cái nơi đầu, còn cái đây là cái màn cuối của kỳ 3. Như vậy thì đúng cái hai con số 2 là cái ngày thiết lập nhà nước. Cái bên là tập đoàn Sao Mai và những người khác, người ta có trách nhiệm, người trời xuống trách nhiệm người ta làm. Thì hôm nay ở đây tôi dám khẳng định một câu là hôm nay tôi tạo dựng cái nhỏ nhỏ để người có trách nhiệm họ sẽ làm được.